Hey, xin chào mọi người. Con ngựa cũ của mình này. Lâu lâu vác nó đi trang một bữa mà nó dở chứng quá, tắt máy giữa đường. Đi rất là sớm luôn. Mà bây giờ là 7 giờ 55 phút vẫn chưa có đi câu được. Đấy, đồ nghề chuẩn bị xong hết rồi nha. Bơm thuyền là xong xuôi hết rồi. Bữa nay thì trang trời nó mù, mù sóng à, bạn thấy không? Khá là căng, cầu cho tí nữa nó hết sóng rồi. Nè, mồi câu nè. Đó, chuẩn bị đó. Sụp oxy đàng hoàng. Còn này là cám để dụ tép với lại các con. Cám chua nha mọi người. Thôi, lên đường xuất phát. Giờ 7 giờ mấy? 8 giờ. 8 giờ tới nơi rồi. Ui. Vừa giăng xong 20 mét lưới đó, mọi người. Giăng kiếm thêm thôi nha. Không có gì đâu. 20 mét thôi. Ngoài đây người ta giăng lưới rất là nhiều, giăng lưới mà tính bằng cây số chứ không tính bằng mét đâu. Đó. Kiếm nên bắt rô phi bự bự về chiên giòn cũng bánh tráng. Hôm nay thì chủ yếu sẽ đi săn cá lớn nha mọi người. Mình sẽ tới cái bãi sâu sâu mình câu cá lớn luôn, mình không có đi bãi cạn câu cá nhỏ nữa. Ở cái bến thuyền này thì ai cũng nói cái lùm này đấy, có cá lớn nhiều lắm, câu chưa dính nay ngồi nữa, nay ra ngồi tiếp. Gió quá rồi. Các bạn đi câu hoàng đế thì mang theo ít cám ha. Đó, mình rải vậy á, tầm tiếng đồng hồ sau mình rút thêm một hai cục nữa, thấy có hiệu quả hơn bình thường. Rồi chiến đấu thôi. Rồi mọi người đi mua tép cứ mạnh dạn mua cái con tép bự nha. Ôi nhảy. Tép hôm nay mình mua loại tép to thì cá hoàng đế nó không có bị nhát mồi đâu các bạn, nhưng cái tép bự mình có thể dễ dàng mình câu được cá bự hơn. Hôm nay rất là nhiều tép bự luôn. Đó, tép có càng không à. Đó, mình câu vậy thì dễ dính cá bự hơn ha. Rồi, với lại nó cũng nhát mồi, nhiều khi tép nhỏ quá cá nó không thấy nè. Rồi rải cám nãy rồi đó, bây giờ chiến được rồi. Ok, chọn ở bữa nay. Bữa nay mồi bự quá trời mới tắt. Cá nhìn là nó ham liền. Vừa thả xuống rồi tép nó nhảy luôn. Đây 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 đây, rồi rồi rồi, có. Ôi con này to các bạn ơi, mình đang đo nước cái cần con máy dính rồi. Yes, yeah. Nó kéo kìa. Ôi trời, con này chắc nửa ký á. Ôi trời, nó kéo sướng chưa. Phê. Lên nước rồi, lên mặt nước rồi. Chưa lên luôn, chưa lên luôn. Trời ơi, kéo quay cái thuyền mình luôn các bạn ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Ui to lắm. Trời ơi. Yeah. Ôi con này cả ký. Đừng đừng đừng. Vướng cái cần kia rồi. Lên luôn, lên luôn. Trời ơi. Yes. Oh my god. Ui. Ôi bự lắm các bạn ơi. Ôi con này cả ký luôn. Ây. Oh my god. Yes. Trời ơi, con đầu tiên của mình. Lúc cái chỗ này nước sâu mà hồi sáng mấy chú trong trong bến kêu là ra đây câu đi, đừng có đi chỗ khác. Đấy. To chưa? Wow. Yes. Wow. Ấy. Con này giá cả kilo ơi, con này về nuôi kiển là đúng chuẩn luôn. Ây. Shit.
Ôi, phê thiệt. Ừ, dài cho phải 30 phân. Thấy chưa? Úi giời, xuống. Để mình lấy cái vỏ mình bỏ vô. Cái vỏ bỏ vô ha. Vỏ. Để sống. Bữa nay mình có mang cái cục oxy theo rồi. Đi về mang về coi thử nó có sống không. Ôi giời. Con hoàng đế to nhất mà mình từng câu được luôn ấy. Con này đầu đực hay con cái không biết. Đấy. Đuôi này. Ôi giời. Cá to quá. Xuống nước đi. Cho nó ra đây ở riêng đi ha. Cho nó qua bên này đi. Một mình nó một cõi đi. Ôi xa. Ôi không. Em câu tép cỡ này nè. Đấy. Tép bự có khác. Đấy. Ok. Trời. Trời ơi. Sao mà chừng nào mới hết sướng. Cảm giác cái cần câu tay mà kéo con cá hoàng đế cỡ đó sướng thiệt. Câu máy không bao giờ mà cảm nhận được cái chuyện đó đâu. Cá đâu hết rồi, lặng thinh luôn ơi. Mà câu kéo cái cho đỡ buồn cái nè. Rồi, qua vị trí mới nha mọi người. Đằng kia mấy anh em vô câu đông quá. Câu lăn xê, câu hoàng đế lên hết trơn. Wow, nắng à. Kệ, bữa nay ráng đánh cá bự ngoài gồng cũng được. Bữa nào đi Hồ Giang cũng nắng. Nắng. Chang chang. Đó 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 đó. Kéo kéo lúc phao nè. Đi qua chỗ mới lượm liền các bạn ơi. Xe. Yeah. Nhứ phao là lượm. Một em. Em thứ hai nha. Con này nhỏ. Giờ bàn tay à. Đây, đây đây đây. Có. Yeah. Một em nữa mọi người ơi. Con thứ ba đây. Ôi nắng quá đi. Rồi rớt luôn. Thôi cái tội chủ quan á. Dạ. Nắng quá cá nó ăn chậm lại rồi. Con hoàng đế con này. Dính được một con. Cho nó đi đi. Con rô phi nào bự bự không. Giờ chiên giòn cái. Có rồi. Cá nhỏ không à. Thả đi nha mọi người. Bắt cá bự thôi. Con này ngẫm tỏi à. Rồi, nó chết mất tiêu rồi các bạn ơi, chết cứng đơ rồi. Cái vỏ nhỏ quá không có đủ chỗ chứa nó mà. Rồi. Không mang về được rồi, cái này phải mang về là nướng luôn chứ. Nuôi cái gì nữa. Cái vỏ nhỏ các bạn, nó nằm trong cái vỏ, nó phải cong cái xương sống lại đó. Ngẫm mất rồi. Đây. Ui. Tiếc ha. Đấy. Thôi, giờ thu quân về.
coi con này về cũng không biết mình nướng hay làm món gì đây, để từ từ ha, về nhà thiết kế sau. Tiếc thì các bạn. Ok.